Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hiệu quả mô hình nuôi bò thịt ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cựu chiến binh ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tiên phong phát triển kinh tế. Tỉnh Ninh Bình có 81 làng nghề đã được công nhận làng nghề cấp tỉnh tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động. Quy tắc 5 ngón tay được các trường từ cấp bậc mầm non đến tiểu học trong tỉnh Nam Định áp dụng. Xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh phát huy hiệu quả nông thôn mới trong xây dựng đời sống văn hóa. Hà Nam phát huy vai trò của phụ nữ trong phòng chống bạo lực gia đình. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc cho ra đời việc cung cấp các thực phẩm sạch, tiêu biểu của huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp để thực hiện chủ trương xây dựng mô hình sản xuất rau củ quả sạch liên kết tiêu thụ với công ty Vinico và các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài chú trọng công tác tuyên truyền, chỉ đạo các xã thị trấn quy hoạch xây dựng với diện tích ít nhất 10 ha trên xã thị trấn, huyện Kim Bảng còn thực hiện kiểm tra, rà soát các mô hình sản xuất nông nghiệp đã có trên địa bàn huyện. Trong đó, huyện đã phối hợp với các chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản thủy sản xây dựng 2 mô hình sản xuất rau, củ quả sạch theo chuỗi tại xã Thi Sơn và nuôi cá truyền thống tại xã Tượng Lĩnh, đồng thời duy trì và thực hiện các mô hình sản xuất nấm ăn tại một số hộ trên địa bàn xã Thanh Sơn và xã Đồng Hóa, triển khai kế hoạch ký cam kết không sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi tới các hộ đang thực hiện sản xuất. Đến cuối tháng 4 năm 2017, đã có trên 5.500 hộ tham gia ký kết, trong đó có hơn 5.000 hộ sản xuất kinh doanh ở lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, hơn 200 hộ giết mổ, chế biến thịt gia súc. Hiện tại các sản phẩm nông sản sạch của Kim Bảng đang được thực hiện thu mua và xuất bán ở cửa hàng nông sản sạch của huyện và tiêu thụ tới các bếp ăn trong trường học trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, tỉnh Bắc Ninh đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi mô hình hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2012. Phần đông các hợp tác xã đã đi vào hoạt động ổn định, trong số đó có không ít mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, mang lại lợi nhuận kinh tế cho xã viên. Tại huyện Yên Phong, hoạt động mô hình hợp tác xã kiểu mới của hợp tác xã chăn nuôi gia cầm Cường Thịnh đã thực sự giải quyết được bài toán làm sao để nông nghiệp phát triển, làm thế nào để người nông dân gắn bó với đồng ruộng. Có thể thấy, việc chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm 2012 là yêu cầu bắt buộc và hiệu quả hoạt động mà mô hình mang lại đã được khẳng định trong thực tiễn. Tuy nhiên, khó khăn mà các hợp tác xã đang gặp phải cũng đang tồn tại nhiều vấn đề bất cập. Ngoài vấn đề năng lực, trình độ quản lý của các hợp tác xã còn yếu kém, hạn chế, nhiều vấn đề phát sinh cũng chưa được giải quyết. Đơn cử tại hợp tác xã chăn nuôi gia cầm Cường Thịnh, phần lớn xã viên trong hợp tác xã đều thiếu mặt bằng sản xuất. Một số hộ phải chuyển đổi ngành nghề do chăn nuôi gặp rủi ro. Mặt khác, việc thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ các hợp tác xã tham gia ở thị trường nông thôn cũng chưa tạo được động lực để các hợp tác xã phát huy năng lực hoạt động hiệu quả. Để mà đảm bảo cho nông nghiệp phát triển bền vững ấy, thì hợp tác xã chỉ có mong muốn là địa phương cố gắng tạo điều kiện để dồn cái số ruộng của hợp tác xã theo tiêu chuẩn sổ đỏ của xã viên vào một chỗ, vào một khu. Thế ngoài ra hợp tác xã mà muốn mở rộng thêm ấy, thì sẽ tạo điều kiện cho hợp tác xã thuê thêm đất để hợp tác xã mở rộng cái quy mô sản xuất. Thuê thì thuê dài hạn để thì hợp tác xã mới dám đầu tư để phát triển. Luật Hợp tác xã 2012 ra đời là phản ánh và dựa trên nhu cầu bức thiết của người nông dân trong sản xuất, kinh doanh. Họ đòi hỏi phải có các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác xã do người dân tự thành lập dựa trên thực tế địa phương, trên nhu cầu xã hội để phát huy hiệu quả. Và điều mà người nông dân trông đợi nhất là phải có những chính sách phù hợp cho các mô hình này, giúp họ tháo gỡ khó khăn. Điều này đồng nghĩa với việc cần phải có cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ cụ thể, rõ ràng, có hiệu lực, đủ mạnh để cho các hợp tác xã phát triển. Những năm qua, bên cạnh việc phát triển nghề trồng ươm các loại cây cảnh, nhiều hộ dân ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã triển khai các mô hình kinh tế nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là mô hình chăn nuôi bò thịt giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo.
Hiện nay tổng đàn bò toàn xã Long Hưng là 210 con, trong đó chủ yếu là các giống bò Leicester, Brahman đỏ. Từ năm 2010 đến nay, nhận thấy hướng phát triển đi lên của đàn bò thịt, các hộ dân tích cực tìm hiểu kỹ thuật lai tạo cho năng suất chất lượng cao. Mỗi lứa bò nuôi từ 12 đến 15 tháng được xuất bán khi trọng lượng đạt từ 3,7 đến 4 tạ một con, giá bán từ 26 đến 30 triệu đồng. Với lợi thế về nguồn thức ăn chủ yếu là các phụ phẩm nông nghiệp như cỏ ngọt, rơm rạ, cùng với chi phí chuồng trại thấp, thị trường tiêu thụ dễ dàng, nhiều hộ dân ở xã Long Hưng đã thoát nghèo từ mô hình chăn nuôi bò thịt, đồng thời cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm như gia đình ông Vũ Thanh Bằng, Nguyễn Văn Hoạt. Nếu như năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo trong tổ chức hội cựu chiến binh huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình chiếm 4%, cận nghèo là 5%, thì đến nay tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo giảm còn 1%. Con số ấn tượng này thể hiện những cách làm sáng tạo của hội viên cựu chiến binh trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Trên diện tích hơn 2 hectare, cựu chiến binh Phạm Văn Tràng, thôn 1, xã Vũ Đoài đã xây dựng 5 dãy chuồng nuôi kiên cố, hiện đại. Nhờ áp dụng công nghệ tự động hóa trong chăn nuôi đã giúp trang trại của ông không những đảm bảo vệ sinh môi trường mà còn hạn chế được dịch bệnh cho vật nuôi. 11 năm qua, dù nuôi gà đẻ với số lượng rất lớn, chưa bao giờ trang trại xảy ra dịch bệnh. Ban đầu chỉ có 2.500 con, nhưng cho đến nay thì chúng tôi đã mở rộng quy mô lên 20.000 con gà mái đẻ, thế thì và tạo được công ăn việc làm ổn định cho lao động của gia đình và còn tạo được cái công ăn việc làm cho các lao động ở địa phương. Mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Tràng chỉ là một trong số 28 trang trại, 486 gia trại và hàng trăm cơ sở sản xuất kinh doanh của hội viên cựu chiến binh làm chủ. Phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, ở đâu, làm gì, thời chiến cũng như thời bình, các cựu chiến binh, cựu quân nhân huyện Vũ Thư vẫn luôn là những người tiên phong. Để hội viên cựu chiến binh có vốn đầu tư phát triển sản xuất, những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh huyện Vũ Thư liên kết tạo nguồn vốn bằng nhiều hình thức. Hội thành lập 56 phường họ, huy động trên 8,3 tỷ đồng, đi chấp Ngân hàng Chính sách Xã hội vay 37 tỷ đồng cho 1.660 hộ vay. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã tạo nên sự gắn kết trong hội viên, giữa hội viên với tổ chức hội. Chúng tôi phải làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động đối với hội viên để hiểu rõ được cái chủ trương phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, rồi của tỉnh, của huyện và của địa phương. Tích cực, gương mẫu, đi đầu trong việc tham gia cái chủ trương về tích tụ ruộng đất để là sản xuất hàng hóa theo công nghệ cao để mà nâng cao cái chất lượng sản phẩm và tạo ra cái hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho gia đình hội viên. Kết quả của phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã khẳng định vai trò, vị trí của những người lính trên mặt trận mới, ở hoàn cảnh nào vẫn luôn năng động, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Xác định tầm quan trọng của làng nghề truyền thống trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tỉnh Ninh Bình đang từng bước khôi phục và thúc đẩy làng nghề truyền thống phát triển phù hợp với xu thế tiêu dùng thị trường. Hiện toàn tỉnh có 81 làng nghề đã được công nhận làng nghề cấp tỉnh, tạo việc làm cho khoảng 50.000 lao động. Trong các làng nghề truyền thống, lao động phổ thông thu nhập bình quân mỗi tháng đạt từ 4 đến 5 triệu đồng một người. Những thợ có tay nghề cao có mức thu nhập đạt 6 đến 7 triệu đồng một tháng. Hàng năm, thu nhập từ các làng nghề đóng góp từ 35 đến 70% giá trị sản xuất của các địa phương. Bên cạnh đó, với những chính sách ưu tiên đã góp phần đưa giá trị sản xuất của làng nghề không ngừng tăng cao. Để tiếp tục thúc đẩy làng nghề phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao, Ninh Bình đã và đang triển khai xây dựng quy hoạch phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó bao gồm quy hoạch các làng nghề chế tác đá mỹ nghệ, chế biến cói, nghề thêu sen, gốm sứ, mây che đan, tam hương, gỗ mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm. Cụ thể, giai đoạn 2011 đến 2020 tập trung hoàn thiện 6 điểm làng nghề phục vụ du lịch với tổng số vốn đầu tư 40 tỷ đồng một làng nghề, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 30%. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, hoạt động tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã tạo ra khối lượng sản phẩm lớn. Các sản phẩm ngày càng phong phú và đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Mặc dù không tránh khỏi các sản phẩm đôi khi bị làm nhái,
nhưng ở những làng nghề truyền thống vẫn giữ được bí quyết riêng mà ông cha đã truyền lại, đồng thời kết hợp với sự sáng tạo của người nghệ nhân phù hợp với nhu cầu của thời đại nhưng vẫn giữ được nét riêng vốn có truyền thống của làng nghề. Từ năm 2012 đến nay, qua 3 đợt bình xét phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp và bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Ủy ban dân tỉnh đã phong tặng 35 nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp, công nhận 132 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Hải Dương có nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ở khu vực và cấp quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã phát huy tốt hiệu quả các công trình trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa. Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2015, bộ mặt kinh tế xã hội tại xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ngày càng khởi sắc. Những công trình y tế, văn hóa, giáo dục đưa vào sử dụng đã mang lại cho người dân chất lượng sống mới, đời sống nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Việc xây dựng thiết chế văn hóa được quan tâm đẩy mạnh, các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia. Việc xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa đã góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh nhằm giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Với phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích, những năm qua, Hội người cao tuổi xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Hiện nay, hội có 1.350 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội. Các hội viên của Hội người cao tuổi xã đã nhiệt tình hưởng ứng các phong trào như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Đến nay, hội có 90% số hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, ông bà mẫu mực, con cháu tàu hiền. Nhằm nâng cao sức khỏe và sự gắn kết giữa các hội viên với nhau, Hội người cao tuổi đã thành lập các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, tập luyện thể dục vào 2 buổi sáng chiều trong ngày để giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi đã tích cực vận động con cháu đóng góp được trên 1 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn. Bản thân các hội viên còn tham gia hiến hàng trăm mét vuông đất như gia đình ông Vũ Văn Toản, bà Nguyễn Thị Thê. Bạo lực gia đình đã và đang trở thành vấn đề được xã hội quan tâm trong những năm gần đây. Để góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, thời gian qua Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh Hà Nam đã chú trọng triển khai nhiều chương trình kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả luật phòng chống bạo lực gia đình. Trong đó, việc xây dựng các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình của các cấp hội đã mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút được nhiều chị em tham gia, góp phần giảm tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh Hà Nam đã có nhiều nỗ lực trong tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Trong đó, các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình của các cấp hội phụ nữ đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới. Đồng thời thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ để trao đổi kinh nghiệm về nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, những trường hợp đang có mâu thuẫn xung đột được các thành viên chung tay tìm hướng giải quyết. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ còn thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ cho trẻ em trong những ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, tham gia tập huấn, tọa đàm với chủ đề về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới cho hội phụ nữ các cấp và các ngành phối hợp tổ chức. Thực hiện chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh Nam Định phấn đấu từ nay đến năm 2020 có trên 95% số gia đình được tiếp cận thông tin về phòng chống bạo lực gia đình. Trên 95% số nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân và trên 90% số xã phường thị trấn nhân rộng mô hình phòng chống bạo lực gia đình. Để nâng cao chất lượng hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, các sở ngành, các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền giáo dục về phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới với nội dung, hình thức phong phú. Bên cạnh đó, các hoạt động như vay vốn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho lao động nữ tiếp tục được triển khai thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 19.400 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ,
được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, giúp đỡ học nghề, tạo việc làm, đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước, củng cố hệ thống tổ chức, bộ máy, kiện toàn và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống bạo lực gia đình các cấp, xây dựng và nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Với phương châm Nam dược trị nam nhân của đại danh y Tuệ Tĩnh, những bài thuốc nam với nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên đã được các thành viên của câu lạc bộ thuốc nam huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên tìm tòi và nghiên cứu, thường xuyên chia sẻ chúng đến gần với nhân dân. Hiện nay huyện Văn Giang có 3 câu lạc bộ ở các xã Xuân Quan, Liên Nghĩa và Long Hưng. Với trên 500 bài thuốc, cây thuốc, các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc đã được chia sẻ và lan rộng trong nhân dân. Mặc dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng các thành viên của câu lạc bộ thuốc nam xã Xuân Quan vẫn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt hàng tuần, trao đổi trò chuyện về những bài thuốc, những nguyên liệu mới để cùng nhau nghiên cứu. Các thành viên của câu lạc bộ luôn tâm niệm biển y, rừng dược nên rất ham học hỏi. Ngoài việc sưu tầm các bài thuốc trong dân gian, mọi người còn tham khảo thêm trên báo chí, tìm các cây thuốc có sẵn tại địa phương. Mỗi thành viên đều duy trì vườn thuốc gia đình với đa dạng các loại cây thuốc như diệp hạ châu, nhộn nồi, cỏ cá, trinh nữ hoàng cung để giúp đỡ cho những người bệnh. Hiện nay, tỉnh Hà Nam có 208 cơ sở y tế ngoài công lập, trong đó có 12 phòng khám đa khoa, 37 phòng khám chuyên khoa và dịch vụ, 149 phòng chẩn trị y học cổ truyền. Phần lớn các cơ sở đều tuân thủ nghiêm túc những quy định của nhà nước và quy chế chuyên môn của ngành. Nhiều cơ sở đã quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại cũng như chất lượng đội ngũ y bác sĩ, qua đó đã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có một số cơ sở còn hạn chế trong nắm bắt các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề nên chất lượng dịch vụ chưa đảm bảo. Chính vì vậy, công tác thanh tra kiểm tra hoạt động đối với các cơ sở y tế ngoài công lập cần được ngành chức năng thực hiện thường xuyên nghiêm túc để kịp thời xử lý, nhắc nhở những sai phạm, thiếu sót, góp phần cùng ngành y tế thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vừa phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2017, triển khai luật trẻ em và phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Năm nay, tháng hành động vì trẻ em sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề triển khai luật trẻ em và phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Trong đó, thành phố sẽ tăng cường các chiến dịch truyền thông, phổ biến các quy định về bảo vệ trẻ em trong luật trẻ em, các kiến thức về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng cho trẻ em, đặc biệt là kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng tránh rơi vào tệ nạn xã hội, các nguy cơ xâm hại, bạo lực, bị bóc lột lao động, phòng tránh tai nạn thương tích, tham gia giao thông an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trước những vụ xâm hại trẻ em liên tục xảy ra trong thời gian gần đây, vấn đề trang bị kiến thức, kỹ năng giúp các em tự bảo vệ bản thân mình bắt đầu được các cơ sở giáo dục quan tâm. Tại Nam Định, quy tắc 5 ngón tay là một trong những phương pháp được các trường từ các bậc mầm non đến tiểu học áp dụng. Quy tắc 5 ngón tay là quy tắc dựa vào bàn tay. Tập cho trẻ xác định 5 nhóm người trẻ cần chú ý, tương ứng với 5 ngón tay để phân biệt người thân, người quen và người lạ trong giao tiếp. Từ phân biệt này, thông qua giao tiếp, bàn tay trẻ có thể phán đoán được đâu là cái chạm tốt và đâu là cái chạm không tốt để từ chối hoặc phản ứng lại với những nguy cơ xuất hiện nguy hiểm. Đây được coi là những kỹ năng cần thiết về giới tính mà trẻ cần được trang bị. Quy tắc 5 ngón tay hiện đang được các trường mầm non và trường tiểu học toàn tỉnh Nam Định triển khai đồng loạt nhằm cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản nhất về giới tính cũng như những kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của nhà trường, các bậc phụ huynh cũng cần thường xuyên quan tâm tới con nhỏ, dành thời gian trò chuyện và đưa ra những tình huống giả định để thực hành cùng trẻ, giúp trẻ dễ dàng ghi nhớ và áp dụng vào thực tế. Nhằm động viên các em học sinh, các thầy cô giáo đạt thành tích cao trong các cuộc thi, vừa qua Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2016-2017. Trong năm học qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng mũi nhọn giáo dục và tổ chức các cuộc thi, hội thi đã được ngành giáo dục và đào tạo huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai sâu rộng. Nhiều đơn vị trường học đã thực hiện nghiêm túc với tinh thần quyết tâm cao từ khâu phát hiện, tuyển chọn bồi dưỡng giáo viên và học sinh. Kết quả đa số cuộc thi hội thi có sự gia tăng về số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh. Thứ hạng một số đội tuyển cũng có sự cải thiện tích cực. Bên cạnh đó, ngành đã chỉ đạo các nhà trường tổ chức tạo điều kiện để giáo viên và học sinh tiếp tục tham gia các sân chơi trí tuệ, bổ ích thông qua các hình thức thi giải toán tiếng Anh qua mạng Internet, giải toán trên máy tính cầm tay, đặc biệt là cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật
đã thu hút đông đảo các em học sinh tham gia, phát huy tính sáng tạo. Trong cuộc thi cấp tỉnh, có 3 đề tài được tham dự và đều đạt giải. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.